Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục theo chân Viper với con bài Nilah ở khu vực dưới để coi cái cách vận hành cũng như là cái món trang bị của anh ta sẽ là như thế nào. Chắc chắn đây sẽ là một ván thi đấu cực kỳ độc lạ của LCK. Rồi ok, hãy cùng đến với Nilah của Viper. Điểm ngọc thì chúng ta sẽ có một cái chinh phục, đắc thắng, huyền thoại, tốc độ đánh. Và nhánh phụ chúng ta sẽ có bánh bích quy và thấu thị anh em ha. Ngoài ra thì phép bổ trợ chúng ta sẽ có một thanh tẩy và một cái tốc hành để có thể áp sát. Rồi cái điểm đặc thù đến từ Nilah đó chính là cái khả năng hack kinh nghiệm, tăng thêm cái kinh nghiệm 50% nè khi mà đi đường boss cùng với đồng minh. Và chưa kể đó cái nội tại thứ hai đó chính là tăng cái khả năng búp giáp, búp căn bản là búp á, thì nó phù hợp với những cái con tướng như là Nami, Lulu, Yumi ha anh em ha. LCK mùa hè năm 2022 ấy, thì thật ra có một vài ván mà Nilah xuất hiện ở trong cái nằm trong tay của Emin hoặc là trong tay của Prince. Độ hiệu quả cũng sẽ là có ha, với một cái vũ điệu hân hoan, có khả năng gom người tốt. Rồi ván thi đấu này chúng ta sẽ có một lối lên trang bị nó rất là tiền mùa giải, nó rất là độc lạ ở tiền mùa giải. Đó chính là sẽ là một cái rìu mãng xà, nói trước cho anh em đỡ bỡ ngỡ. Đó là một cái món trang bị mà rất là nhiều những xạ thủ được ưa chuộng ở trong giai đoạn vừa qua rồi. Jhin cũng lên nè, những con tướng khác thì đa phần cũng lên, FQ cũng lên ha. Rồi đối đầu cùng với Viper trong ván thi đấu này đó chính là Pace, xạ thủ trẻ của phía Gandzi. Ui, một tình huống chủ động tấn công, thanh tẩy rất nhanh tay đến từ Pace, hay rìu lên dĩa. Nhưng cần phải tính tới cái công lớn nhất đến từ Pyke ở trong cái tình huống vừa rồi. Pha móc tốt, đâm thấu xương, nhắm vào hỗ trợ, mặc dù tốc biến trễ nhưng vẫn đủ sát thương để có thể dứt điểm. Tiếp tục đồng khởi đầu rất triệt để, bộ đôi Raven và Pyke là cái bộ đôi rất là khỏe ha, có khả năng khắc chế luôn. Con Pyke là cái con tướng mà khắc chế những con tướng hỗ trợ búp rất là tốt anh em. Kiểu như nó cô lập một mục tiêu á, thì có thể dồn sát thương á. Chỉ cần cái kỹ năng định hướng chuẩn xác được tung ra ở thời điểm đầu của ván đấu mà thôi. Thậm chí là Viper cũng mất luôn cái tốc hành ở trong cái tình huống vừa rồi. Cái màn hình của tôi... Cái màn hình của Linh thì hai bên góc nó có giống như lướt sóng ha. Không biết là anh em có bị không? Ủa, đây là do bị nhiễu màn hình, bị hư màn hình hết. Hay là do hiệu ứng của map nó như vậy chà. Giờ mới để ý luôn á chứ. Thôi ok, quay trở lại với ván thi đấu này. Với một điểm hạ gục chiến công đầu tiên đã có rất sớm đến từ Raven. Chúng ta đã có một cái dao hung tàn được lên. Món trang bị rất là thích hợp ha. Nhiều khả năng có thể là một cái nguyệt đao, hoặc không thì cứ để đó thôi, dành cho Pay cũng được, để có thể có được một cái skip ở trong cái dàn đi đường. Rồi Viper lướt lên sử dụng roi của mình, quốc sát thương cũng tương đối là nhiều nha. Hecarim farm 6-7 và đang đứng ở phía sau. Sylas thì cũng đang lò dò xuống khu vực đường dưới, bóc tốt nữa. Ui, Viper vào thủy ngục vừa rồi cũng trúng vào người của Bay. Hecarim cũng đã có mặt ở khu vực dưới, ép được tốc biến đến từ Bay, nhưng sau đó Sylas cũng càng kịp thời. Ui, đó là tình huống đánh chặn tốt của Hecarim. Và điểm hạ gục đó hơi tiếc là nó rơi vào tay của Nami. Giờ mới để ý là Nami đòn phủ đầu à, 2 bút luôn rồi. Ok, lối chơi cũng phần nào đó đi cặp cùng với Viper cũng dị, chúng ta cũng có một con Nami hơi dị một xíu, không phải là triệu hồi Ari. Quyết định là tổ chức băng trụ, lướt E, nhưng đối tượng lựa chọn của Hecarim ở trong tình huống vừa rồi đó chính là Raven. Một sự lựa chọn chuẩn xác khi mà tốc biến đến từ base đã được sử dụng từ trước rồi. Akali không có khoảng trống để có thể di chuyển. Ok, Sylas sau khi bị hạ gục thì anh ta chạy thẳng xuống khu vực đường dưới luôn. Con Sylas này thu thập H8 nhưng mà lấy hỏa khuyển. Thường là cái điểm cái tinh linh tối ưu nhất dành cho Sylas, cảm giác như sẽ là một cái mộc long anh em ha, cái màu xanh xanh này nè đó. Vừa rồi Viper cũng có tình huống lướt E vào, khá là mạo hiểm ha, đầu tư luôn cho mình đó thanh tẩy. Lướt E chắc là che đam cho hỗ trợ, kiểu như là che chuột á, che đứt chuột á. Và dồn sát thương ngược trở lại. Và căn bản thì Nami cũng tung thủy ngục chuẩn xác ở trong pha thi đấu đó nữa. Khu vực đường giữa trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi mà chúng ta thấy tới sự xuất hiện của Pyke và Sylas ghé ngang. Syndra đã bị hạ gục rồi. Syndra đang từ một cái con tướng mạnh ở giai đoạn đầu á, thì trong những cái phiên bản vừa qua Syndra nó chuyển về cái con tướng ở giai đoạn về sau rồi anh em ha. Nhưng nó đòi hỏi những người chơi cũng cần phải chơi hít, tại vì để có thể tích được cái nội tại. Nhưng mà bây giờ Syndra nó không còn khỏe ở lúc đầu nữa. Rồi ok, hai vé sai khu vực đường dưới chân. có tốc hành đã hồi lại đến từ Viper rồi. Chủ động tấn công vào người của Pyke, né tốt nha. Quay ngược trở lại, ui một cú giạt ra, nhưng liệu rằng sát thương là đủ điểm hạ gục thứ hai, nhưng sau đó vẫn có điểm hạ gục đáp trả dành cho Viper. Đắc thắng hồi loạn cái lượng máu, rồi quất đầu. Đâu? Quất thêm cái Quy nữa. Ôi, E của Pyke đã hồi lại trước. Nếu như không thì biết đâu đấy sẽ có thêm điểm hạ gục dành cho Viper. Nhưng căn bản thì Viper bây giờ cũng đang được hưởng lợi khi mà có được thêm một cái điểm hạ gục, hai bước được chuyển về dành cho Viper. Và Pyke vừa rồi cũng mặc dù có được điểm hạ gục nhưng mà cảm giác cũng không có lời lắm. Farm lính thì cũng bị chịch rồi. Rồi ok, thêm một lớp giáp trụ dành cho Viper của mình dưới luôn. Tích nội tại của Pyke thì chưa có nhiều. Ok ha. Rồi bây giờ cấp độ 5 rồi, chuẩn bị lên cho mình đó cấp độ 6, khoảng chừng 1/3 kinh nghiệm nữa sẽ có vũ điệu hân hoan thì nó sẽ cái lượng sát thương được gia tăng thêm, mà chưa kể đó là những cái tình huống gom người nữa. Rồi như đã nói thì sẽ là cái rìu Tiamat hướng tới một cái rìu mãng xà dành cho con Nilah của Viper anh em ha. Sát thương rất là nhiều anh em, căn bản thì đây là một cái món trang bị mà anh em nên lên, tại vì nó khỏe, đơn giản là như vậy ha. Nó phù hợp với những con tướng sát thương vật lý như Fiora, hoặc là những con tướng như là Nocturne đi lên ở đường giữa nha anh em ha. Đẩy được khỏe, Pyke đường giữa luôn nè. Hoặc là anh em có thể lên ở khu vực đường trên cũng được nữa, những con tướng đấu sĩ như Zac chẳng hạn. Rồi áp sát cấp độ 6 rồi, đã có rồi. Sử dụng luôn cho mình đó chiêu cuối thôi liền. Thanh tẩy cũng không thể nào chạy được. 201 KD của Viper. Mà có lẽ như sẽ thêm một lớp giáp trụ nữa dành cho Viper khi mà không còn ai cản chân của ta khu vực đường dưới nữa. Đường trên là xin lỗi mọi người, đường trên là người chơi đường trên dự bị của Nongsi Bradford anh em ha. DNBN. Rồi như vậy Viper cũng đã có được thêm cho mình đó lớp giáp trụ của đường dưới rồi. Trong những tình huống đi rom của Pyke thì đã hở ra Pyke và ngay lập tức bị khai thác. Khả năng tiếp cận đến từ Hecarim. Hecarim bây giờ cũng khỏe nha. Hecarim thậm chí là lên cái rìu mãng xà và Sojin đó thì đang hồi chứa tốt. Móc trúng vào nhưng mà có một lớp giáp nước của Viper, thậm chí là lướt về Nami để có thể đảm bảo cái sự lựa chọn an toàn. Thủy giáp bảo hộ thì phải, đó là cái tên của lớp giáp nước của Viper. Bây giờ cấp độ 6 rồi, một lần nữa đang có ý định tấn công khu vực dưới khi mà Hecarim kích luôn tốc hành để có thể chủ động tấn công vào người của Raven. Một tình huống dạt ra tốt, đầu tư luôn cho mình đã biến quá vô trở lại. Rìu xoay vừa rồi sát thương nhiều quá, ổn áp nha. Nhưng với lượng máu thấp như thế này thì Viper hoàn toàn có thể băng trụ được. Kích tốc hành lên rồi, mục đích là đang truy đuổi vào người của Pyke. Quay ngược trở lại tấn công vào Pyke và dứt điểm được Pyke. Tiện thể ép luôn chỉ số lính của Raven. Khéo léo. Thật ra Viper là người chơi theo cái thiên hướng tấn công đó nè, nên coi rất là thích. Và cái lối chơi của Viper nó phần nào cũng có thể gọi là dùng từ dị được ha. Sẽ có những mẫu xạ thủ mà họ thể hiện được cái cá tính riêng biệt của mình luôn á nè. Ví dụ Gumayusi thì sẽ cũng sẽ chơi với tấn công với lại Keria. Teddy thì sẽ chơi theo cái thiên hướng là phòng ngự an toàn. Deft thì cũng chơi theo cái thiên hướng là nó hơi chuẩn mực một chút xíu, nhưng mà kiểu như là 6 phần tấn công 4 phần phòng ngự. Còn Viper, Gumayusi, Ezekielup hay là một vài những người chơi xạ thủ khác ở bên ABL họ sẽ thiên thuần về tấn công nhiều hơn. Đó là 7 phần tấn công, 8 phần tấn công. Bởi những người chơi mà theo thiên hướng tấn công họ cần đòi hỏi tài nguyên của team rất là nhiều. Tài nguyên của rừng là tài nguyên của đường giữa nè. Rồi ok, như vậy chúng ta đã có được những món trang bị lớn được hình thành ở khu vực dưới rồi. Sẽ là cái rìu mãng xà, cái lệnh hiệu triệu cũng đã được lên đến từ Nami rồi. Sức ép bây giờ là rất lớn nha. Pyke cần phải có mặt ở khu vực dưới. Cấp độ 6 đã đến từ Pyke rồi. Một lớp giáp trụ thêm nữa. Có hay không đây? Đang cố gắng để có thể nhấp nhả. Sức ép của Pyke vừa rồi là lớn, móc trúng vào người của Nami. Hai người chơi xạ thủ đang bắt đầu nhấp nhả để có thể làm mềm lẫn nhau. Sylas và Hecarim cũng đang có ý định xuống khu vực đường dưới, nhưng Hecarim chuyển dịch ra khu vực đường giữa rồi. Sẽ là một tình huống găng tốt đến từ Hecarim ra khu vực đường giữa. chưa hồi lại sát chiêu hoàn hảo, nhiều khả năng là Akali sẽ bị hai kịch bản trong tình huống vừa rồi. Ui, hai chuẩn bị đánh ba khu vực dưới, cúp chiêu cuối, gom người, gom được cho mình đó Viper trong tình huống này, nhưng có một lớp giáp nước đỡ được rất nhiều sát thương đến từ nội tại. Giặt ra tốt nhưng vẫn đủ sát thương để có thể dứt điểm đến từ Viper. Vừa rồi tưởng chừng như sẽ cố gắng để có thể aplay đến từ một tình huống giặt ra của Pace, nhưng mà cái cú roi quật vừa rồi của Viper vẫn đủ sát thương và nó tăng tầm đánh thêm dành cho Viper. Tử thần đẩy sau, móc tầm gần chuẩn xác. Ui, bắt E2 nó trật, bắt E2 nó trúng thì biết đâu đấy sẽ là cái điểm hạ gục tiếp theo dành cho Sylas rồi. Wow, tiếc nhờ. Ok, vì vậy mà lóc sấy tử vong, trúng lượt đi không trúng lượt về. Không tích được nội tại nhiều anh em, 4 lần nằm xuống rồi, cũng không hơn đồ so với Viper phía bên kia nữa. Bây giờ 1-1 không biết là bên nào thắng nha. Để coi gạ đòn không, chơi chứ ha. Trời ơi, lướt vào lính xong rồi gây sát thương nữa kìa. Viper là vậy anh em, Viper thường là sẽ chơi theo kiểu dạng cố gắng chơi hít. Lối chơi này với chơi mà những người viewer hoặc là khán giả thường rất là thích ha. Tôi được truyền cảm hứng từ cái lối chơi này nhiều đó. Lối chơi của tôi cũng là lối chơi tấn công đó chứ. Ok, một khoảng trống nho nhỏ dành cho Viper di chuyển cùng với Nami. Đánh hoa soi sáng, thấy Sylas đang ăn con bùa đỏ, có trừng phạt. Sylas giải quyết con bùa đỏ này cũng tương đối là dễ mà thôi. Nhảy nhảy tưng tưng, mắc cười thật. Ok, nhân tiện thì Sylas cũng đang chờ cho Pyke phá xong con mắt đó. Nếu di chuyển cánh này thì Viper hoàn toàn có thể bị tấn công. Kinh nghiệm là dư sức để Viper biết chuyện gì đang chờ mình. Đúng lắc nhẹ. Ui, bắt E2 và tự sát rồi. Trúng thủy ngục hay không đây? Trúng thủy ngục, quay ngược trở lại, 2 đánh 1 rồi. Raven không can thiệp được và Pyke cũng không can thiệp được ở trong pha vừa rồi. Thật sự lốc xoáy tử vong được ném ra khu vực bình giữa, lắc rồi. Cái bên kia Syndra đã rất lắc rồi. Ok, quay ngược trở lại khu vực bình dưới, Pyke đã lộ diện ra khu vực bình giữa, quyết định là băng trụ lướt E lên đánh thường quy, chủ động tốc biến để có thể né khỏi tình huống thủy ngục, nhưng điều đó là không đủ. Thêm một điểm hạ gục nữa dành cho Viper, cơ hội tấn công ngay lập tức được triển khai khu vực bình dưới. Và có luôn trụ đầu tiên trên bàn đầu nữa, 7.000 tiền rồi. Và hiện tại là đang là người xanh nhất ở trong cái bát này. Quyết định tiếp theo đến từ Viper sẽ là một món tay bị tấn công anh em ha. Với một dao hung tàn và 2 thanh kiếm dài, nhiều khả năng sẽ là cái... dạ kiếm hoặc là móng vuốt ấm mùi. Quyết định đến từ Viper sẽ là như thế nào, móng vuốt ấm mùi cũng được ha. Biến Viper trở thành con tướng sát thủ với một cái chiêu cuối gom người, khả năng tiếp cận mặc dù có 2E rồi chứ, có 2E nhưng mà vẫn sẽ có thêm cái móng vuốt ấm mùi nữa để có thể gây sát thương. Vậy không có tốc biến nha, chỉ có thanh tẩy thôi. Bây giờ Hecarim đánh kỹ quá, chờ cho xạ thủ và hỗ trợ của mình xuống nữa. Một cân 3 không nổi, điểm hạ gục này ăn cũng được nha. Và quyết định là Hecarim là người dứt điểm cuối cùng. 6-1-2 dành cho Viper rồi. Ngược trở lại thì Raven ăn được những điểm hạ gục lúc đầu, cũng không lăn được cầu tuyết ở khu vực dưới nữa. Nhưng mà liên tiếp thậm chí là bị khai thác ngược trở lại nữa cơ. Rồi, có mặt ở khu vực giữa đang có rất nhiều thành viên. 4 đánh 4 đang nhấp nhả đến từ cho cả hai phía. 15 phút trôi qua rồi, chênh lệch của hai người chơi xạ thủ bây giờ là có nha. Đập quy tăng tầm đánh, tấn công vào công trình mà thôi. Hecarim sử dụng chiêu cuối 1/3, đại hồng thủy phía bên kia trúng vào cả hai thành viên và đó điểm hạ gục tiếp theo dành cho Nami. Syndra cũng có được thêm một điểm hạ gục ở trong trận đấu vừa rồi nữa. Viper đã rất là nỗ lực để có thể đóng góp thêm một vài những cái lượng sát thương, nhưng điểm hạ gục đó không thuộc về dành cho anh ta, nhưng điều đó không quá quan trọng. Đường trên một tình huống nhấp nhã, chiêu cuối được sử dụng đến từ Kasate và đó tình huống A-play tốt của DNDN. Vỏ bọc thích nghi, Kasate vỏ bọc thích nghi, trời ơi hạt không nổ được nâng cấp kìa, nó nảy kìa. G3 thành công, lần này thì có sát thương đó nhưng mà không có khả năng chống chịu nữa khi mà đang ở trong cái tình trạng khô máu của Kasate. Rồi như vậy chúng ta sẽ có một con Nilah móng vuốt ấm nguội anh em ạ. 712 rồi. Vuốt ấm nguội nhiều khi là ok. Con trang bị tiếp theo sẽ là cái gì đây? Rất thú vị ha, chúng ta đang có một con Nilah sát thủ để có thể tiếp cận. One shot được nha anh em ha. Lượng sát thương bây giờ cũng tương đối là nhiều á. Mặc dù như đã nói có hai lần lướt đến từ cái lướt trên mặt nước, cái kỹ năng E của Nilah. Mà nhìn lỗ lên trang bị rất là chiến của Viper. Ok, tấn công vào trụ 2. Akali lộ diện ở khu vực dưới sát thương là rất nhiều, thậm chí lướt vào lính để gia tăng thêm tầm chủ động áp sát. Sẽ lập tình huống tấn công tiếp vào, thậm chí nó đang có ý định để có thể băng trụ. Ui, 2 giây. Căn bản là 2 giây lướt về cùng với Nami. Akali găm E thành công, kích hoạt E2, sát thương tương đối là nhiều, mặc dù vừa rồi có lớp giáp nước của Viper được kích hoạt mà không đủ. Võ ngựa hủy diệt cô lập được đội hình của phía đội 2. Phía bên kia là Kasante của DNDN áp sát. Ôi, Hecarim không tìm được Pyke trong tình huống này, chuyển dịch đối tượng lựa chọn của mình đó chính là Akali và đó là điểm hạ gục thứ tư, đó một kill dành cho Hecarim. Chiêu cuối hồi lại luôn, triple kill và quadra kill. Chất lượng thật sự. Uy tín thật sự. Ok, như vậy là con Nilah của Viper đang có một cái độ chiến nhất định nha. Anh em còn nhớ cái món trang bị mà giống như phong ám của sát thương vật lý ngày xưa ông kiếm bội kín thì cái điều phản xạ bây giờ cũng sẽ tương tự thôi. Khi mà chết thì sẽ bị mất số. Nami lên cái hộp mắt luôn ạ. Uy tín thế nhờ. Rồi, toàn là những món trang bị của tiền mùa giải anh em ha. Hecarim cũng sẽ hướng tới một cái rìu mãng xà, thần kiếm Uran Mana. Viper bay khó thở quá, ngợp quá. Thấy Nilah của Viper là chạy, chịu không nổi. Lối chơi rất tự tin khi mà kiểm soát đợt mắt ở hai bên cánh ổn dành cho Viper và Nami. Rồi họ sẵn sàng, họ áp sát. Pyke đang đứng ở phía sau, phá mắt của phía đối phương rồi, nhưng sau đó sẽ là như thế nào đây? Ôi, phía cánh bên đây Pyke không được thở, không thở được, một mình đép không nổi, đối phương gặp là bắt đầu băng trụ, chấp công trình luôn mà, không ai phòng ngự cả. Mega của mình giữa đã thuộc về dành cho Viper của điệu hân hoan nhưng mà đang bị giữ chân đến từ tình huống nước E của Pyke. Bắt E2 trúng vào lính mà thôi, sử dụng chiêu cuối để có thể đổi và giữ chân được Viper trong tình huống vừa rồi, nhưng lướt vào lính quay ngược trở lại, tử thần đẩy sau đến từ Pyke đã dứt điểm được Viper. Trước đó thì Viper cũng đã dứt điểm được Sylas. Đánh chiến quá, kiểu dạng Viper là như vậy này. Viper đánh rất là chiến, rất là hổ báo. Coi cũng thích. Tích Quy ném cầu, bất lực. Bất lực thật sự. Rồi là chưa có chiêu cuối anh nè. Cậu đang khỏe rồi. Nhiều số 93. Bị cái chết. Ok, 88. Tích được cái nội tại của Syndra thì sẽ nâng cấp được thêm cái bộ kỹ năng anh em ha. Quy sẽ tích số nè. Đức thì sẽ có sát thương chuẩn. E thì sẽ có thêm làm chậm. Chiều cuối thì dứt điểm ở cái phần trăm máu nhất định. Rồi kích tốc hành lên hỗ trợ dành cho Kennen. Pha thi đấu này Game không thành công rồi. Chủ động tốc biến nhưng không đủ sát thương để có thể dứt điểm. Kennen vẫn sống. Pyke đang chạy, mục đích đến từ Viper là lấy công trình. Ui, đặc bi quét tan kẻ yếu kia. Syndra đã có thêm điểm hạ gục, dứt điểm của Raven nữa. Pyke cũng không chạy được. Thi đấu này rất áp đảo rồi, chênh lệch đâu đó khoảng chừng 9.000, 10.000 tiền rồi. Quyết định đến từ bên phía của team 2 là tấn công vào khu vực đường giữa để có thể kết thúc ván thi đấu này. Đập Q3 của DNDN. Sát thương liệu rằng có đủ hay không đây. Sylas cũng đang có mặt ở khu vực đường giữa để có thể phòng ngự. Viper không quan tâm, Viper đang tấn công vào công trình. Ok. Sát thương nhiều hết nhờ. Sát thương đập vào công trình nhiều quá. Ok, vào gom người, giữ được hai người bị đẩy ra nhưng vẫn đang có lớp giáp nước để có thể che chắn trước những cái đòn đánh tay. Khỏe, đập V3 trúng vào Syndra nhưng không có sát thương nữa. Né cái đâm thấu xương tốt của Viper. Một cửa mega ở khu vực đường trên đã thuộc về dành cho Viper, làm choáng tầm xa, sát thương quá nhiều. Pay suýt chút nữa phải lên dĩa điểm, lên bảng điểm số. Toàn thương binh liệt sĩ như thế này không nổi rồi, vào không nổi, không có ai để vào hết, gần như là bất lực. Sẽ là đúng giao tranh cuối cùng của bên phía đội 1. Nhưng mà bên phía của đội 2 cũng đang tập trung đủ 5 người rồi. Đó, chủ động móc không thành công. Quét tàn kẻ yếu trúng làm choáng được Sylas. Lao vào tấn công, Viper free shot. Đánh người này, đánh người kia, năng lượng bây giờ còn nha. Trời ơi, hãy nhìn vào cái lớp giáp nước kìa. Né quá trời, đỡ được quá trời sát thương. Một ván thi đấu rất thú vị dành cho Viper khi mà anh ta lên toàn những món trang bị của những người chơi sát thủ. Ám muội, rìu mãng xà, súng hải tặc. Đặc biệt là cái rìu mãng xà anh em ha. Rìu mãng xà đang món trang bị rất là hot. Anh em chơi game thì anh em có thể tận dụng được cái món trang bị này. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi nội dung của số video này. Hẹn gặp lại anh em nhận những số video tiếp theo. Bye bye.